Kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em. Em Tiến hôm nay vừa mới cập nhật về được một số loa đến từ Mỹ. Thì trong cái máy quay quý vị các bác anh em chúng ta đang được thấy đó là em về ba đôi loa muốn giới thiệu và báo giá cho anh em trong video clip hôm nay. Thứ nhất là một đôi loa Bose 10.2 Series 2 các bác nha. 10.2 Series 2. 10.2 Series 2 và 10.2 trơn em Tiến đang có, và một đôi Bose 501 Series 4 các bác nha. Không biết là Series 4 hay Series mấy, đọc lại nha. Đúng rồi, một đôi Bose 501 Series 4 và một đôi loa Bose 301 AV Monitor. Bây giờ thì em sẽ ra mở đôi loa, đôi căng của cái loa 301 AV Monitor ra. Còn lại thì đôi loa Bose 501 Series 4 là nó về nó còn nguyên cái chưa bật căng các bác nha. 501 Series 4 về là chưa có bật căng. Cho nên là em cũng để nguyên không có bật căng. Để nguyên không có bật căng các bác nha. Bởi vì căng con này là căng đinh cho nên là rất khó tháo. Cứ để nguyên bản của nó. Nó vẫn có hoạt động bình thường thì để nguyên anh em nhé. Và bây giờ thì em ra mở hết cái căng của cái đôi loa Bose AV ra. Mấy đại đôi 10.2 sẽ quay tuyến loa báo giá cho anh em. Đây là cái tình trạng nguyên bản, một bên là đôi 10.2 nhá, Series 2 các bác nhá. Còn bây giờ thì em sẽ mở lốt cái căng của bên này ra. Thì đôi loa 10.2 Series 2 và trơn thì chúng ta thấy là nó có cái cấu hình giống nhau. Thì nếu mà nói là đôi 10.2 trơn thì cái tép này, hai cái tép của nó to hơn là cái đôi 10.2 Series 2 này. Và đặc biệt là cái đôi 10.2 Series 2 và trơn thì cũng đều sử dụng là hai bát và hai tép, hai bát hai tép, và cấu hình nó đặt khác nhau. Tức là ví dụ đôi trơn thì là một cái bát đặt ở đây và một cái bát đặt ở chỗ này, ví dụ đặt bát đặt ở đây, một cái bát đôi trơn là đặt ở đây nữa. Nhưng mà sang đến đời 10.2 Series 2 là đôi này thì một cái bát đặt ở đây và một cái bát đặt ở trong lòng thùng các bác nhé, một cái bát đặt ở trong đồng thùng. Đó. Thì các bác thích chơi đôi nào thì chơi, hai đôi nó đều danh giá và rất là hay, và có cái giá tiền thì chênh lệch nhau cũng khá các bác nhá, cũng khá tiền. Rồi bây giờ em cầm cái máy quay ra sát tuyến loa để cho quý vị các bác anh em chúng ta nhìn thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Tuyệt đẹp luôn. Một đôi loa tuyến loa mỏng rất là đẹp, quá tuyệt vời. Đây là đôi loa này, những đôi loa như thế này em chưa lau chùi vệ sinh đâu anh em nhé, chưa lau chùi vệ sinh một tí nào hết. Tuyến loa cực kỳ đẹp, anh em thấy không, quá đẹp luôn. Đấy, một cái bát 20 đường nữa được ở trong đặt trong khu lòng thùng chỗ này. Và tiếp đến là mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với cái tem của loa. Thì ở phía sau của đôi loa Bose 10.2 Series 2 thì có hai cái lỗ thông hơi anh em nhé, có hai cái lỗ thông hơi. Và đây là tem loa Bose 10.2 Series 2. Đôi loa này được sản xuất tại Mỹ anh em nhé, được sản xuất tại Mỹ. Đó. Được sản xuất tại Mỹ, Birmingham Mỹ này anh em này. Có cái số series bên này thì em chưa để ý là đôi loa này có trùng series hay không. Thì cái dòng số 335, tem giấy là 335. Đấy. Tem in đậm là 9912. Thì đối với dòng này thì đây sẽ quay lốt bên này để giới thiệu cho anh em.
Cái tem giấy bên này thì phai quá này mất luôn này, cái ta tem giấy bên này mất luôn là phai à. Còn cái số bên này là 916 anh em nhé, 916 à. Đôi này thì như vậy là có khả năng là không trùng seri à, có khả năng không trùng seri rồi, rất ok các bác nhá. Quan trọng là tuyến loa nó đẹp, kinh điển nào em tiến nhập thôi, chứ không cần các em tiến thì không căn cứ là phải trùng seri hay không trùng seri. Nhiều đôi trùng seri nhưng mà một chiếc loa xấu một chiếc loa đẹp thì không đều màu em cũng không lấy anh em nhá. Và đây là đôi loa Bose 301 AV à, quên em giới thiệu báo giá này. Đôi loa Bose 10.2 seri 2 này thì em tiến đang có cái giá bán là 17.200 các bác nhá. 17.200.000 đồng, giá không bao gồm cước à, các bác nhá. Giá này là giá quá rẻ này, rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn anh em nhá. Mong anh em chúng ta gọi điện đừng mà cả em Tiến, bởi vì em Tiến đã gạn hết cái mức giá kiếm anh em chúng ta một vài trăm nghìn thôi. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, và đôi loa Bose 301 AV monitor đến từ Mỹ này có giá là 11.200 các bác nhá. 11.200. Đấy. Tuyến loa quá mỏng, quá đẹp. À, đây tuyến tép anh em nhìn này, nó quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhá, zin đét cho anh em, zin cả gân anh em nhá. Em quay à, rồi zin cả gân. Thì đôi Bose 301 AV monitor, hàng được sản xuất tại Birmingham, Mỹ. Có cái số seri bên này thì em cũng chưa đọc là không biết là có trùng seri hay không, số in đậm là 1299 các bác nha. Còn cái hàng số này mờ lắm rồi, cái hàng số tem giấy này mờ lắm à, không có đọc nổi. Rồi 1299 sang tuyến bên này. Đây, quay tuyến loa cho anh em này. Đấy, quay xa này nó không bị mất điện này, quá đẹp, xuất sắc luôn. Rồi anh em nhé, quá xuất sắc luôn. À, bên này cũng đôi này vậy là trùng seri 1299 các bác nhá, 201299. Rồi đôi loa này trùng seri zin gân các bác nhá, gân zin. Đấy thì đối với dòng cả là 701 hai lỗ hơi em có nhé. Đây là đôi loa Bose 701 hai lỗ hơi mà em đã lên video test âm thanh trong ngày hôm qua kia các bác nhá. Rồi đôi loa Bose 10.2 đôi loa Bose 301 AV monitor có giá 11.2 em đã báo giá. Còn trong video này thì có hai đôi loa bằng tiền với nhau các bác nha, hai đôi loa bằng tiền với nhau. Vậy là anh em chúng ta thích lựa chọn mẫu loa nào thì tùy ý anh em. Đôi 10.2 Sony 2 có giá 17.200 và đôi loa Bose 501 Sony 4 cũng có giá 17.200. Và bây giờ thì em Tiến sẽ bỏ cái loa AV này xuống để cho anh em chúng ta thăm ngắm về cái độ đẹp của đôi loa Bose 501 Sony 4. Rồi. Đôi loa 501 Sony 4 này hàng đến từ Mỹ, Mỹ nòi. Quá đẹp. Như vậy là ba đôi loa trong video clip ngày hôm nay đều là hàng Mỹ nòi, được sản xuất tại Mỹ anh em nhé, đều là hàng Mỹ nòi. Và bây giờ đây có các tuyến loa nha, các bác thấy là nó đẹp kinh điển luôn đấy nha, đẹp xuất sắc luôn, không tì vết luôn anh em, không tì vết luôn, vân gỗ sang trọng rất là đẹp các bác nha. Đấy. Loa Bose 501 seri 4 à. Đôi loa này thì không trùng seri, sản xuất tại Mỹ, Birmingham các bác nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc, chưa bung e căng các bác nhá, e căng của nó chưa bung ra. Đấy, một điều rất là hiếm mà ở trên những đôi loa 501 Sony 4 đa phần là về bung e căng. Nhưng đôi này còn nguyên bản, chưa bung e căng. Thì em cũng để nguyên chưa bung e căng anh em nhá. Rồi. Quá ok luôn, luật là xuất sắc. Quá đẹp. Giá 17.200 anh em nhá. Rồi. Em sẽ đẩy cái máy quay ra chính vị trí của nó và sẽ di chuyển và cái đôi loa Bose 10.2 Series 2 sang một bên.
Và bây giờ là đến phần test nhạc các bác nhé. Đến phần test nhạc cho bộ sản phẩm em đã phối ghép sẵn, đó là đôi loa Bose 501 Series 4 Bass 25, sử dụng Bass 25 và hai cái tép giấy, và đánh với lại con Omni Bühler SA 7825 mã, nguồn vàng, đáy vàng, chân cánh tỏa nhiệt vàng, chiếc đi đẹp thiếu xốp. Chiếc đi đó có giá 11.500.000, đôi loa có giá 17.200.000, nguồn phát là chiếc đầu đờ lông. Bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng lắng nghe. Chia tay